Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Anh em nhìn con chim nó ở cái quả lồng nhìn xịn không anh em? Lồng gáy hết nan anh em ạ, nhưng mà chim thì nó thuần cho nên nó không sổng nữa anh em, mà nó sổng thì nó cũng về lồng chứ nó không đi đâu anh em ạ. Lồng kiểu gọi là nhốt cho có đấy anh em. Tại vì con này là một con chim nuôi mà trắng lên anh em ạ, chim được 2 vụ rồi. Con này thì là ông anh cùng làng với em. Đây là một con chim mồi dạng tập sự anh em nhé, cũng ăn được hơn chục buổi anh em. Và anh đấy bảo nếu mà em quay lại anh em đăng lên, anh em nào mà ưng thì anh đấy vẫn chia sẻ, và chia sẻ cái giá là 2 triệu 300 anh em nhé. 2 triệu 300. Con này thì chim bộ trung to rồi anh em ạ. Con này thì chim gốc ở chỗ em luôn anh em. Giọng rất là hay nhưng mà em lại không quay được cái đoạn nào cho anh em cùng nghe nữa. Đó, và em có hôm nay em có kè cái chiến binh chim thi anh em. Con này thì hôm nọ em cũng đã đăng rồi, thì nay chủ nhật rảnh thì em lại không đi tuyển được chim anh em ạ. Không có chim mà tuyển thì em lại kè và em quay lên cho anh em cùng ngắm anh em nhé. Vẫn một nét chơi phải nói là điềm đạm rất là ok đúng không anh em? Thì clip hôm nay em có quay lại được cái con chim mồi tập sự của ông anh kia, và em quay lại con chim thi này và một con mộc sau đoạn clip này nữa, thì em đăng lên nếu mà anh em nào mà ưng con nào thì em vẫn chia sẻ anh em nhé. Đó, anh em con này thì nó càng đấu nó càng bung xòe nhiều anh em ạ. Hãy subscribe.